Kính thưa tất cả quý khán giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay trời ở Hà Nội nóng, nóng lắm. Thôi tôi rủ bà xã tôi Kim Ngân đi Tam Đảo để cho mát. Hưởng khí ở Tam Đảo trên đồi núi chắc đỡ hơn. Bà xã ơi, mình đi Tam Đảo nha. Đi cho nó mát nha. Ở đây nóng quá, nóng quá. Em thấy chiều sao? Chị không nổi luôn. Ừ, nóng quá. Thôi mình đi Tam Đảo nha. Em đi Tam Đảo với anh không? Không đi đâu. Không đi à? Anh rủ em rồi mà. Anh bắt xe cho em đi. À, bắt xe đi ha. Rồi. Hôm nay giờ đi Tam Đảo nha. Đi cho nó mát. Nóng quá trời nóng. Xe tới rồi. Thôi đi nha. Đường sân bay đi. Đường đi lên Tam Đảo. Từ đây tới Tam Đảo như thế này, ở trên đỉnh đó, là khoảng chừng 20 cây nữa. Tới đoạn đường này thì bắt đầu gần giống như là đi đường đèo vậy. Đường lên Tam Đảo cũng rất quanh co khúc khuỷu, cũng có nhiều đèo gốc cua tay áo. Anh đố em cái này mà em đọc được là anh khen em nha. Anh đọc cho em nghe nè. Nuôi đồng nấu ốc, nuôi đất nấu ít. Thì bây giờ anh làm nhanh này nha. Nuôi đồng nấu ốc, nuôi đất nấu ít. Nuôi đồng nấu ốc, nuôi đất nấu ít. Nuôi đồng nấu ốc, nuôi đất nấu ít. Ốc, nuôi đất nấu ít. Đố em đọc được á. Em đọc cho anh nghe coi. 2, 3. Nuôi đồng nấu ốc, nuôi đất nấu ít. Nuôi đồng nấu ốc, nuôi đất nấu ít. Cái gì mà đất trên đất tùm lum thế nào. Bà xã là bà xã cười quá trời. À, đó, cái này giống như trên đỉnh mình đi ở Đà Nẵng đó. Em nhớ không? Như một thành phố trên một cái đoạn núi gì. Ờ, à, đúng rồi. Kìa, có cái bảng là Tam Đảo. Mờ sương kìa. Sau cái đây này. Là Tam Đảo rồi nè. Hoàng Hà sau cái tòa này. Giống Đà Lạt không? Chúng tôi đã tới Tam Đảo. Bây giờ đang ở khách sạn Hoàng Hà. Anh Hùng ảnh mời chúng tôi tới nơi đây để trải nghiệm Tam Đảo. Tam Đảo hồi xưa là người Pháp ở đây họ nghỉ mát cách xa Hà Nội chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Và bây giờ thì cũng bắt đầu là du lịch thôi. Nhưng mà ở đây gần giống như là nghỉ mát ở trong Nam là Đà Lạt vậy. Dầu rằng không mát như Đà Lạt nhưng cũng rất là mát. Nhiều người tới nơi đây để nghỉ mát. Đây là Tam Đảo, ở trên đỉnh đây. Cảnh ban tối ăn ngoài trời đây. Tuyệt vời, không khí như vậy. Tam Đảo đây, đúng vậy. Nhìn thấy rất là thơ mộng. Thăm một người bạn ở đây. Tam Đảo đây. Đặc sản của Tam Đảo là quả su su và rau su su luôn. Và có các loại thịt nướng, nướng xả riền, các đồ nướng. Đó, đây. À vâng, đó, đây là đặc sản của Tam Đảo đó. Và hôm nay được mời uống rượu của Tam Đảo nha. Đây, khung cảnh Tam Đảo. Thế này đây. Ở Tam Đảo mát, rất là tuyệt vời. Đó, Tam Đảo đây. Tam Đảo đang ở trên đỉnh của Tam Đảo đây. Nhà
sáng tác Tam Đảo. Sáng tác cái này đi có lâu lắm rồi, chút bông các ca nhà nhà văn nhà thơ các nhạc sĩ là nên đấy để xưa thôi, bây giờ chẳng ít nên đấy ngày xưa đó có máy lạnh nên đấy đi ở đó thì sáng tác đấy, ngày xưa cái bể bơi tại Pháp chỗ này mới vừa mới dỡ đi làm cái tòa này. Vâng, đó là đồng ý. Còn đây là công viên trung tâm, đây là công viên trung tâm đây. Nhà thờ đá nằm ở góc nào đây? Bây giờ mình đang đi qua chỗ đấy để cũng có thể ánh sáng ở gần đây. Dốc khá là lớn. Tất cả những tòa nhà là họ đều phải đào núi ra để lấy cái mặt bằng xây. Vâng. Cả cái chỗ khách sạn mình vậy. Đây nhà thờ đá đây. Nhà thờ đá này. Có góc xa xa này chung. Đằng sau này chung. Dạ vâng. Đúng rồi, mình có thể đi bộ lên. Đây đây. Nhà thờ đây này. Tựa cái Sapa. Đây giống như Sapa thôi. Đúng rồi. Đây là cái công trình cổ nhất ở đây. Nhưng mà Sapa thì rộng hơn nhiều. Không, Sapa này rất là rộng. Sapa thì nhỏ. Thì đang vào ăn quả những quốc sư nhỉ. Rồi, ăn chắc đâu cũng được hết. Lần đầu tiên chúng luôn á. Lên Tam Đảo có kỷ niệm mà. Mà sao gấp giỏi vậy? Gấp 5 lần gấp là được 2 con này á. Hồi mình đi gấp cái kia gấp cả hàng bao nhiêu chục lần mà không trúng. Giờ gấp cái này sao gấp giỏi. Gấp 200 ngàn mà không được, cái này gấp có 50 ngàn à. Gấp lần đầu tiên là em được con này rồi. Lần thứ 3 là được thêm con này nữa. Sao cảm thấy sao? Vui. Vui không? Cảm thấy phấn khởi. Vậy được rồi, chúc mừng em nha. Cảnh Tam Đảo khi đi uống cà phê thấy lòng chảo chỗ này đây. Đó, cảnh Tam Đảo đó. Cảnh Tam Đảo đứng uống cà phê trên cao nhìn xuống, nó chỉ là một chảo nhỏ thôi, so với Sapa thì nhỏ hơn nhiều, đây nhỏ xíu xíu à. Duy nhất là chỉ có chỗ này rộng thôi. Họ đang chắc sửa chữa gì đây nè. Xay chắc vậy. Tôi đang ở Tam Đảo. Đằng sau tôi là nhà thờ đá, cũng giống như ở Sapa vậy. Tam Đảo hôm nay để hưởng khí mát, chứ ở Hà Nội thì nóng quá trời. Đây là quang cảnh nhà thờ đá ở Tam Đảo. Quang cảnh nhà thờ đá ở Tam Đảo đây. Và đứng xung quanh thấy cảnh nhà thờ đá đây. Bây giờ tôi đi bộ lên trên nhà thờ đá nha. Đi bộ lên đây. Tôi quay hình phim trở lại nha. Đây là cảnh lên nhà thờ đá ở Tam Đảo đây. Hai bên thì họ trưng mặt hàng, họ bán. Đây là nhà thờ đá đây. Cảnh nhà thờ đá ở Tam Đảo. Từ trên nhà thờ đá nhìn xuống, nhìn qua bên phía này là toàn cảnh của Tam Đảo.
Tôi đang đứng ở nhà thờ Tam Đảo. Đây là nhà thờ Tam Đảo. Và từ trên cao để nhìn xuống cả khu vực Tam Đảo ở đây. Vào nhà thờ. Nhà thờ đang sửa chữa. Cảnh thị trấn Tam Đảo. Năm ngoái như đây nó được cái giải thưởng vì nó là cấp thị trấn nó nhỏ nhưng nó cũng cái giải thưởng quốc tế của cái thị trấn thu hút khách đông nhất thế giới đấy. Nhỏ xinh xinh dễ thương. Tất cả hệ thống đường vẫn còn nguyên từ thời Pháp. Coi như công viên này là chiếm nhiều đất của công viên trung tâm nhưng mà cũng phải. Còn bên này ngày xưa nó có cái không gian này là không thể bơi nữa. Cũng từ thời Pháp này, vừa mới phá cách đây hơn một năm này cũng xây cái nhà này hơi phí đấy nên là không thể cái dấu ấn này thì tốt hơn. Cảnh thị trấn Tam Đảo. Tam Đảo mờ sương. Vòng cho biết Tam Đảo. Thị trấn Tam Đảo nhỏ nhỏ xinh xinh chứ. Ở đây có cư dân đông không anh? Đây là cảnh thị trấn Tam Đảo đang đi một vòng cho biết nha.
xưa các lãnh đạo có những nhà thì bị mát hay là còn cái tòa nhà nó cái lâu đài đó là cái lâu đài gì vậy? Họ xây nhưng mà của công ty Lạc Hậu chưa xong. Đây là những dấu tích móng đá từ thời Pháp thuộc từ Pháp á. Pháp xây dựng ở trên núi cái này. Rồi từ ở trên cao nhìn xuống phía của cái tường Pháp của xưa còn dấu tích còn. Đây là một khúc khác của thị trấn Tam Đảo. Đi từ trên cao đi xuống. Bây giờ được đi qua Tam Đảo 2. Ở đây là quán cà phê Tam Đảo 2. Báo cáo với các bác là phải chắc là phải em nghĩ là vài năm nữa, Đường không có qua được đâu. Tam Đảo 2 nhưng đóng cửa không có mở. View cổng trời Tam Đảo. Đây, view cổng trời Tam Đảo đây.
nhìn xuống dưới Tam Đảo. Cổng trời Tam Đảo, nhìn xuống dưới Tam Đảo. Đây là cảnh nhìn xuống dưới Tam Đảo đây. Như thế đó. Tôi đang đứng ở view cổng trời Tam Đảo để nhìn xuống dưới thị trấn Tam Đảo. Đó, thị trấn Tam Đảo đằng sau lưng tôi đó. Đó. Chịu, em làm một cái vườn lót đá như vậy rồi coi một cái view nhìn xuống dưới núi như vậy phải không? Đúng vậy. Ừ, đúng vậy. Đẹp không em? Anh thấy đẹp đấy chứ. Đây là view Tam Đảo. Chúng tôi đang ở trên cổng trời Tam Đảo, nhìn xuống dưới Tam Đảo. Nước này chảy mãi hết nhỉ? Cảnh Tam Đảo từ trên cao nhìn xuống và nhìn qua bên phía này là núi không thôi. Cảnh núi rất là hùng vĩ và thơ mộng. Núi rất hùng vĩ và thơ mộng. Tôi đi một vòng Tam Đảo rồi, tôi về tới khách sạn nghỉ ngơi, như vậy là đã đủ rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.